11 lối sống sẽ thành xu hướng năm 2023 đã đến lúc trò chuyện với người lạ. Nói không với cà phê và trau rồi một kỹ năng hữu ích bất ngờ trong thời kỳ lạm phát. Nhiều phong cách sống hoàn toàn mới đang trở thành xu hướng ở nhiều khía cạnh như tài chính, thời trang, sức khỏe và tâm lý có thể thay đổi hoàn toàn con người bạn trong năm 2023. 1. Không còn vai Theo giờ The New York Times, từ vai, tạm dịch, năng lượng, cảm xúc đã bị lạm dụng quá mức một cách bực bội. Nhiều nhà văn, nhà phê bình đã cố gắng xác định chính xác vai là gì nhưng đều không thành công. Những năm 2010, từ mút, tạm dịch, tâm trạng cũng là một thuật ngữ vô cùng phổ biến và khó để định nghĩa rõ ràng. Loại bỏ vai sẽ giúp mọi người nhìn nhận xung quanh và đánh giá hoàn cảnh cuộc sống một cách thực tế nhất thay vì máy móc theo số đồng. Hai, sự mềm mại được ưa chuộng. Cuối năm ngoái, nhà thiết kế thời trang Marco Simonti đăng tải hình ảnh về cửa hàng pop-up sử dụng trí thông minh nhân tạo của Zuckerberg và Nike ở khu nghỉ mát trượt tuyết của Kevo của Pháp. Trong đó có bộ sưu tập bao gồm những đôi giày thể thao đan móc và túi sách đột bông. Buổi trình diễn thời trang mùa xuân 2023 của nhà thiết kế người Đức Jill Sander có những bộ quần áo và ví cầm tay lông vũ. Nghệ sĩ người Anh Lucy dâu thiết kế một cửa hàng McDonald's dây hoàn toàn bằng nỉ trong triển lãm nghệ thuật tại Miami. Mỹ hồi tháng 11 năm 2022. Video ghi lại quá trình đan vỏ len cho chiếc tai nghe được thực hiện bởi nghệ nhân dệt may Alexander Diamat đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok. Bộ phim tài liệu Sam Tam Wen Gui Tắc, Tạm Dịch, Đôi Lúc Chúng Ta Chạm Nhau vừa lên sóng đã nhận được sự quan tâm lớn. Đây là năm mà tất cả chúng ta đều trở nên nhẹ nhàng và mềm mại, nhà văn đâu đa y sở quát viết. 3. Nói dối chút cũng không sao. Hầu hết mọi người đều thừa nhận rằng họ chấp nhận những lời nói dối nho nhỏ, những lời biện đặt giúp chúng ta giữ phép lịch sự hoặc thổi phồng một chút sự khen ngợi giúp giải quyết nhiều tình huống khó xử trong cuộc sống. Tuy vậy, Louis Lusser lâu hai, biên tập viên cao cấp của Sở Tai cảnh báo rằng khi thời gian cho người khác thấy phần nổi của tảng băng dối trá, sự tranh cãi chắc chắn sẽ nổ ra. 4. Tạm biệt giày có giày Những mẫu giày lười hot trong năm 2022 dự báo một năm 2023 chúng ta có thể loại bỏ dây giày. Mẫu giày bơ cường sờ tóc botton và dép lê UGG bùng nổ trên mạng xã hội TikTok năm ngoái còn dân văn phòng ưa chuộng giày lười. Giày ballet và Mary Những đôi giày thể thao đang được bán lại vì nhiều người phát ngán với việc buộc dây giày ngay ngắn trước 9 giờ sáng mỗi ngày. năm Giảm thiểu sự tiêu cực Những năm 2016 đến 2022, sự tiêu cực ở khắp mọi nơi với đỉnh điểm là đại dịch COVID-19 cùng những biến động chính trị. Kinh tế khiến tâm lý của mọi người trở nên thiếu ổn định. Tuy nhiên, theo dự đoán của The New York Times, năm 2023 sẽ ít cực đoan và nhiều niềm vui mỗi ngày hơn khi mọi người quan tâm đến những điều tích cực thay vì bạo động, xung đột. 6. Kỹ năng may vá thủ công Tình trạng lạm phát khiến khả năng chi tiêu của người tiêu dùng toàn cầu sụt giảm mạnh, thời trang nhanh trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn thay vào đó là sự đầu tư bền lâu hơn cho quần áo trong năm 2023. Tuy vậy, với những người có thu nhập không quá dư giả để quan tâm đến chiếc áo cổ cao đen trị giá 1.300 USD của dơ dâu, thì sự hồi sinh của nghề may quần áo tự làm đáng được mong đợi. May, sửa những món đồ cũ để tạo ra nhiều quần áo mới độc nhất vô nhị sẽ mang lại hiệu quả cả về mặt tài chính và thời trang. Nhiều người quan tâm hơn đến những video chỉ cách biến hình áo phông thành váy trên TikTok và cả những buổi trao đổi đồ cũ với tiêu chí cũ người mới ta. 7. Thời trang nhái Mạng xã hội đang giúp mở ra một kỷ nguyên mới về hàng giả trong thời trang. Các phiên bản new, tạm dịch, nhái của các mẫu phụ kiện nổi tiếng đến từ các thương hiệu Bottega Veneta và Balenciaga được bày bán rộng rãi trên các trang web mua bán nhanh. Bản chất chu kỳ của thời trang cho thấy rằng chúng ta sẽ chứng kiến nhiều siêu phẩm thời trang giả hơn vào năm 2023. Các đối tượng kinh doanh hàng nhái kiếm lời từ hội chứng cuồng logo và ám ảnh về sự xa xỉ của người tiêu dùng. 8. Chăm sóc tóc quan trọng hơn chăm sóc da Bỏ thói quen chăm sóc da mặt 12 bước của bạn đi và chú ý hơn đến da đầu của mình. 2023 là năm bạn nên nâng cấp dầu gội và dầu xả. Hoặc tìm ra một nhãn hiệu bình dân tốt hơn cho tóc của mình. Sự đầu tư có thể là một chiếc khăn sợi nhỏ hoặc một chiếc lược đen mừng để tạo độ xoăn, sử dụng kẹp vuốt thay vì chun buộc tóc. The New York Times gợi ý bạn quan tâm đến những phương pháp tạo kiểu không dùng nhiệt được giới thiệu trên mạng xã hội. Mua các sản phẩm tẩy tế bào chết và mặt nạ dưỡng da đầu. 9. Áo hú và quần đùi Ứng cử viên John Fetterman ở Pennsylvania, Mỹ đã xuất hiện tại nơi vận động tranh cử, tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ với áo hú và quần lửng, không định kiến nào ngăn cản anh chàng diện trang phục ưa thích của mình. Phóng viên công nghệ Mai Isaac bày tỏ hy vọng sự dũng cảm của Fetterman sẽ thay đổi những định kiến về thời trang, mang nhiều người trong chúng ta mặc hú và quần đùi bước lên sân khấu quốc gia vào năm 2023, ngày 10 trò chuyện với người lạ. Thật kỳ lạ khi ai đó bên cạnh trên phương tiện công cộng hoặc tại một nhà hàng bắt chuyện với bạn. Tuy vậy, năm 2023 sẽ đánh dấu sự thay đổi trong cách giao tiếp. Nhiều người lạ tại nơi công cộng sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau hơn về các vấn đề lớn nhỏ, tạo cảm giác kết nối tất cả mọi người thay vì cảm thấy cô đơn tại nơi đông người. Những ý tưởng mới cũng sẽ được lan truyền mạnh mẽ hơn. Ngày 11, nói không với cà in. Trong năm 2023, cà phê in có thể bị loại bỏ khi danh mục đồ uống không có cà phê in đang bùng nổ tại sờ Ta Bắc. Nhiều in sơ sức khỏe đã đăng những nội dung về việc chống lại cảm giác bồn chồn cho cà phê in gây ra. Cho mọi người thấy một ngày, một tuần và một tháng có cà phê của họ sẽ ra sao để khuyến khích cộng đồng theo đuổi lối sống lành mạnh, theo The New York Times.